Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp cái phi tiêu tam giác này nhé. Cái này gấp khá là dễ và đẹp. Hãy làm luôn nhé. Đầu tiên các bạn cần một tờ giấy A4 hoặc là giấy đơn này. Mở các bạn giật ra để các bạn lấy một người tao rồi. Đấy, hình chữ nhật như thế này là được. Bước đầu tiên là các bạn sẽ gấp đôi tờ giấy này. Rồi các bạn sẽ cắt đôi cái tờ giấy này ra. Rồi, gấp hai cái hình chữ nhật nhỏ như thế này. Đây, bước đầu tiên để gấp này. Này gấp dễ thôi. Tiên là các bạn gấp đôi theo chiều dọc này. Gấp đôi theo chiều dài của hình chữ nhật này. Đấy, sau đó các bạn mở ra. Đây, các bạn kéo nhé, lấy cái đầu này kéo vào đây theo cái đường ở giữa này. Đây, các bạn lấy cái đầu này kéo theo cái đường ở giữa này, kéo vào giờ cái góc này nó tạo thành đường thẳng như thế này là được. Đó. Đó. Đây, cái đỉnh đây trùng với cái đường chéo đường ở giữa các bạn gấp đấy. Rồi tiếp theo các bạn gấp cái đầu này cho cái đường này sát với cái đường này. Đó, các bạn gấp cái đầu nhỏ này lên. Đó, sau đó mở ra gấp nó lên đây. Đấy, như vậy là được cái tam giác đều này. Đó là cách lấy tam giác đều từ hình chữ nhật đó. Rồi bước tiếp theo nha. Bước tiếp theo là bây giờ các bạn gấp đôi cái tam giác đó. Các bạn gấp cả ba phía luôn. Gấp đôi ba góc luôn. Rồi các bạn sẽ được ba cái đường mà nó nối nhau có cái tầm ở đây. Rồi bước tiếp theo các bạn gấp cái đầu này lên phía trên này. Cái đỉnh này bằng với bên cuối của cạnh. Cả ba đỉnh luôn. Rồi. Bước tiếp theo. Với cái nếp các bạn vừa mới gấp lên này. Bây giờ các bạn vẽ cái đầu này. Đó, đó là xoay làm tiếp nối. Các bạn đừng có làm đấu đầu nhau nhé. Đó, các đầu này lại nối tiếp với đầu này tiếp theo, chứ đừng làm ngược lại như thế này nhé. Như này là ngược lại. Ví dụ đầu này mà các bạn như thế này phải nối tiếp như này. Đó. Rồi bây giờ các bạn móc cạnh ra, ép cái này vào. Rồi. Các bạn gấp vào này. Gấp vào. Đây nó có một cái cạnh này là mềm nhất thôi, các bạn cho cái cạnh này vào trong trước đi. Đây. Sau khi gấp được như này, các bạn cho cái cạnh mềm nhất vào trong. Tiếp theo ép cái này. Đó. Ép tiếp cái này vào. Đến bước cuối cùng này, các bạn nhét cái này vào đây. Đánh nó vào. đè nó xuống. Như vậy là xong. Rồi, chúng tôi ăn gấp thành công nè. Mình xin kết thúc video tại đây. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye, chào các bạn.